Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn thị xã Đông Triều, ngày 7 tháng 3 năm 2022, Tổ công tác Công an thị xã Đông Triều tiến hành bắt quả tang Chu Tiến Nam sinh năm 1981, trú tại khu Thượng 1, phường Tràng An, thị xã Đông Triều, Hoàng Tuấn Anh sinh năm 1985 và Nguyễn Trọng Xuân sinh năm 1989, đều trú tại khu 1, phường Vàng Xanh, thành phố Uông Bí, đang có hành vi trộm cắp tài sản tại khu nhà ở tập thể công nhân của công ty cổ phần Thanh Tuyền Group thuộc thôn Đông Sơn, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều. Quá trình đấu tranh ban đầu, các đối tượng trộm cắp khai nhận trong tháng 2 và tháng 3 năm 2022 đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản tại các xã Tràng Lương và Bình Khê, thị xã Đông Triều. Tăng vật thu được chủ yếu là các mái tôn, cổng sắt và cửa nhôm, giá trị ước tính hàng chục triệu đồng. Hiện Công an thị xã Đông Triều đã tạm giam các đối tượng để mở rộng điều tra vụ án.